Chào động dậy anh em. Má của chú sĩ, cô Khang á, cô Khang. Quá trời rồi. Ngoài nó quậy giờ lại nó chạy quân hai chạy mới lẹ. Vô anh em ơi. Mẹ tám gì lặng bự lắm quê. Còn này tao bên đèn sới em quê. Này tao bên đèn sới. Chạy tiếng rồi. Vừa ghê chưa? Tôi quay cái năm chạy cái này đã đi. Đâu. Chạy đâu giờ nó chạy rồi mang chạy lại. Có ai nói gì đâu. Má à, chạy lên chỗ nào bắt nó lại mới được coi. Lên đâu lên có lên đây không? Hả? Dạ nó dạ lại cho lên. Dạ lại chút đi qua đặng ra xuống dễ qua hồi nãy đủ mới kia. Lên đầu à câu đậu luôn bây giờ tao không ghi nữa đó. Hồi nãy lấy chìa khóa lên đề rồi đó mà để không được đó. Không có. Chìa khóa trong đây này chứ đâu mà để đâu được đâu cái ấy nó hư rồi. Không để trực tiếp không hả? Bởi vì nhắn lên đề hoài đâu được. Dạ lại tí được rồi. Nhắn lên đề tới chiều luôn cũng không chạy nữa. Tên sớm với mình kìa nói vậy. Đâu bắt cái lòng lại nè, tôi nói lại sức khỏe hết trơn. Chạy ngồi gớt bánh luôn. Thôi. Anh dễ xuống rồi, bọn con dẹp có chạy nhau kia có không? Bắt bánh lại anh em là vô cái lòng rồi.
hai máy bồ quá trời, nó gáy anh em ơi.